Dạ rồi. Các vị ghi dùm cái này, đó là chánh niệm, tỉnh giác, rồi quán lực, định lực, quán lực, tu, tu tiến lực, rồi niệm lực, định lực, nãy có người đề nghị tôi nhưng mà bây giờ nó có những cái tôi làm không được, tôi không tôi chúng tôi không có thể để cho quý vị đánh được. Chánh niệm và tỉnh giác là một cặp. Cô giọt mưa cô làm dùm cái đó cho đỡ mệt cho tôi nha. Tức là đây có sáu 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 cặp hả, chánh niệm và tỉnh giác, rồi cần cứ tinh cần và bất loạn, 1 2 3 4 5 6 sáu cặp, sáu cặp này được cái được gồm thành một nhóm rồi. Bây giờ các vị dò giùm chúng tôi từ trên xuống dưới, các vị thấy nó có từng cặp đúng không? Tức là chánh niệm và tỉnh giác là một cặp nè, rồi quán lực và định lực là một cặp. No, bỏ bỏ giới định đi, bỏ giới định, quán lực và tu tiết lực là một cặp, rồi niệm lực với định lực là một cặp. Nó từng cặp như vậy, rồi sáu cặp này được gom thành một nhóm, gom như một cái nhóm gọi là hành trình tu chính từ phàm sang thánh. À, cái tên của nó dài vậy đó, đó là hành trình tu chính từ phàm sang thánh. Thì mấy hôm nay chúng tôi đã giải thích rồi, giải thích thế nào là chánh niệm nè, tỉnh giác nè, rồi quán lực là cái thứ sân kha la pa la, rồi pha quán na pa la, vân vân, giải thích hết rồi. Dạ, giải thích hết rồi. Thì cái ở đây đó là mình giảng cái phần tiếp theo đó. Bây giờ sáng nay mình học thêm cái phần tiếp theo, đó là cái chỉ quán học rồi nhé. Vậy tiếp theo là chỉ tướng và tinh cần tướng. Chỉ tướng và tinh cần tướng, cái chỉ tướng Bali kêu là cái gì ta? Chỉ tướng và tinh cần tướng, là samatha nimittang, samatha nimittang và bắt gà hả ni mít tèn.
Thì theo cái bản bản dịch của Ngài Minh Châu á, các vị chịu khó một tí xíu nha, thay vì chúng tôi nói ào ào ào, còn đằng này chúng tôi mới vô giảng chúng tôi hơi trục trặc một chút vậy đó, bị do gõ chứ gì hay do gõ chứ không có gì hết, lý do là phải ngồi gõ chữ, gõ chữ cò mổ á, không ai giúp hết. À, thiên hạ là mênh mông bát ngát nhưng mà tìm không ra một người, nó chết sạch hết rồi nha. Rồi bây giờ là cái chỉ tướng và cái tinh cần tướng đây là gì? Thì cái tướng, cái chữ nimitta ở đây nè, chữ nimitta đó, sometimes thỉnh thoảng mình thấy người ta dịch là chữ mark, nó là cái dấu hiệu, nó chỉ hay là cái dấu hiệu hay là cái triệu chứng, cái triệu chứng hay là cái điềm báo, dấu hiệu, triệu chứng, điềm báo, triệu chứng rồi cái dấu hiệu rồi cái điềm báo đó, triệu chứng. Nhưng mà ở đây trong cái chỗ này nè thì cái chữ nimitta đó nó có nghĩa là karana, mà karana ka, chữ ka chứ không phải cá nha, nó là ka, karana nó có nghĩa là cái điều kiện phát triển. Khi mà giải thích tới đây là quý vị thấy khỏe rồi. Cái chữ karana, thí dụ như bây giờ mình muốn nấu ăn thì những cái món gia vị phụ liệu ha, thì nó được gọi là karana. Các vị nghe kịp không? Alo, các vị có nghe rồi, các vị còn đề nghị tôi bỏ bớt chữ alo mà không thể không alo được, bởi vì không có alo thì làm sao mình biết cái đầu kia có người nghe đó. Đó là cái phương tiện giao tiếp tối thiểu mà bây giờ cấm luôn rồi, coi như là sao đây. Cho nên cái chữ nimitta ở đây đó nó có nghĩa là cái điều kiện, điều kiện là những cái gì nó mang cái tính hỗ trợ. Thì chúng tôi nói rồi, đang quý vị nấu ăn thì gia vị phụ liệu bla 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 bla, đó là chính là cái karana, nó là cái điều kiện để nấu ăn. Mai vá làm lụng xây cất, bất cứ chuyện gì cũng phải có cái karana. Cái karana đây là nền, là cái điều kiện để làm việc đó. Nếu mà phân tích giải thích như vậy thì quý vị thấy tình hình nó mềm trở lại rồi, nó dễ hiểu rồi. Như vậy thì chỉ tướng và tinh cần tướng là sao? Là hành giả biết rõ bằng cái con đường nào mà cái khả năng định tâm của mình nó tốt hơn. Đó, khả năng định tâm của mình tốt hơn. Xin đọc lại phần giải thích về bảy giác chi. Trong rung mình còn nhớ đó không ta? Alo, các vị còn nhớ cái đó hay không? Bây giờ trong rung có ai mà còn nữa? Các vị làm sao, các vị còn nhớ cái cách nào mà để mà mình phát triển hỷ giác chi, cần giác chi, các vị còn nhớ cái đó hay không? Đó, trong đó đó, trong đó có dạy kỹ lắm. Thí dụ như mình thiếu hỷ giác chi, lừ đừ lâu ngày, 3-4 ngày, một tuần lễ, tâm nó không có hoan hỷ trong Phật Pháp nữa, thì lúc đó mình biết mình đang thiếu hỷ giác chi. 5-3 ngày từng lễ mà tâm nó lăng xăng, nó không có tập trung được, thì lúc đó mình biết mình đang thiếu định giác chi, thiếu niệm giác chi. Cái đầu óc nó lăng xăng, nó tối mù, không có nghĩ ra được cái gì hết, rối rắm quầy nghi, quan mang nghi hoặc, thì lúc đó mình biết nó đang thiếu cái trạng thái giác chi. Nói vậy nha, thì muốn bổ sung những cái đó là mình phải biết cái cách nào mà cái cách nó đã nói rồi mà nó xui một chỗ, là rung mình là toàn những cái bậc là đại hiền đại sĩ học xong rồi quên, cho nên là bây giờ không còn nhớ cái đó nằm ở đâu, ở đó là cái cao siêu gì đó. Tức là trong đó nó có bao nhiêu pháp, nó có bao nhiêu điều kiện hỗ trợ cho từng giác chi một. Rồi lát bây giờ chúng tôi phải đi moi cái đó ra cho quý vị hay sao, mà đôi khi một lớp vậy là bao nhiêu người mà bây giờ tìm không ra cái đó thì thôi đành chịu, đành chịu. Như vậy thì cái samatha nimitta ở đây có nghĩa là hành giả biết rõ cái con đường nào để phát triển cái khả năng định tâm. Đó là cách nói nôm na đó. Còn không nói hơi chuyên môn một chút là bằng con đường nào để mà hỗ trợ duy trì bảo toàn được cái định lực, định quyền, định căn của mình đó.
và hành giả thông suốt 40 cái đề mục thiền chỉ, biết cái đề mục nào tu kiểu nào và khi tu tới nơi nó sẽ dẫn tới cái gì, đó được gọi là samatha nimittaṃ, tức là chỉ là biết rõ về chỉ tướng. Còn trường hợp thứ hai là paccaya nimittaṃ, tức có nghĩa là hành giả biết rõ cái cách nào mà để giữ cho mình không có bị lưu sụp, chứ paccaya đây là tinh cần, không có bị lưu sụp. Các vị còn nghe không? Không có bị lưu sụp, nhớ nhớ cái đó, biết rõ cái cách nào để cho mình không còn lưu sụp nữa, thì cái đó được gọi là paccaya nimittaṃ. Rồi cái thứ tiếp theo nó gọi là cái paccaho. Paccaho tức là cái sự tinh tấn. Rồi cái cuối cùng là avikkhepo là bất loạn. À, bất loạn nghĩa là tâm nó không có lăng xăng. Thì đây là những cái mà một hành giả bắt buộc phải biết, biết rõ cái cách nào để phát triển định lực và biết rõ cái cách nào để phát triển cái sự tinh tấn. Và biết rõ paccaho đây là tinh tấn, biết rõ cái tinh tấn nào nó được xem là tứ chánh cần, còn cái tinh tấn kiểu nào được xem là tà cần. Ví dụ như do nghiệp riêng đời trước mà Bồ Tát Tất Đạt tự nhiên đang tu hành ngon lành, cái tự nhiên chuyển qua bên cái khổ hạnh, thì lúc đó phải nói là nhà tinh tấn đó chứ, cực kỳ tinh tấn luôn nha, không có thể nào mà mình phủ nhận chuyện đó. Nhưng mà có một điều là cái tinh tấn của ngài trong lúc mà khổ hạnh đó, nó gọi là tà cần, tà cần. Còn cái ở đây là hành giả biết rõ là cái sự nỗ lực nào của mình được xem là chánh cần, sự nỗ lực nào của mình được xem là tà cần. Các vị cho phép tôi phanh phui một chuyện mà để làm cho quý vị nổi nổi điên lên nha. Thí dụ như nấu ăn thì ok, quét dọn là ok, lo cho chồng con quét tước vườn tược phòng ngủ phòng khách thì ok, mà kêu ngồi thiền, kêu tụng kinh, kêu đọc sách, kêu ngồi nghe giảng thì nó lại làm không nổi. Mà lúc nào cũng nghĩ mình là một người mẹ hiền, một người vợ tốt, hoặc là mình là một người cha tốt, một người chồng tốt, đi làm ngồi sở cả ngày được mà cứ ngồi thiền hay tụng kinh hay đọc sách thì làm không nổi. Thì lúc đó nếu mình đúng là người tu hành thì mình phải tự hiểu rằng hình như đó, mình không phải là người làm biếng, nhưng mà hình như đó, cái siêng của mình nó là tà cần chứ nó không phải là chánh cần. Bởi vì rõ ràng siêng năng mà để mà tu tập thì hình như không có phần của mình, mà siêng đi làm, siêng kiếm tiền, siêng giao tiếp, siêng trong cái chuyện gia đình, chuyện thế tục, có tục sự thì hình như mình có siêng. Nhớ nha, cái này quan trọng nha. Cho nên hành giả phải biết rõ, cái đó. Đây là đúng rồi. Bây giờ cô Giọng Mưa có mới tìm ra nè. Ý mê hí sạch tí, ý mê hí bà nát sạch tí chá, xăm bá chay nhá, chánh niệm và tỉnh giác. Đó, đúng là nguyên đoạn nè. Đúng rồi. Cha hí, đú kê hí là sáu cặp. Ha, đúng rồi, trúng. Parato si da đất thi sâm bá đa đú kia nế. Cha lô kia lô kut ra mít sa kạp hâm ma ka thi ta. Đúng rồi, kể chung đúng rồi đó. Trúng. Cảm ơn. Tức là sáu cái này là sáu cặp hai pháp nha. Thì đúng rồi, nhắc lại. Hành giả biết rõ chỉ là gì, quán là gì, để tránh cái sự nhầm lẫn trong lúc tu tập. Theo dõi hay tập trung nha, cái tập trung là định. Tập trung tư tưởng vào hơi thở đó là định. Theo dõi một cách linh hoạt á là niệm. Có nghe kịp không ta? Nhìn vào cái ngập cửa đó là định. Biết rõ dép da, biết rõ dép nhựa nè, rồi cái giày da nè, guốc gỗ đang vào ra đó, là niệm. Hôm qua dùng ví dụ này còn nhớ không ta? Nhìn vào cái ngạch cửa đó là định, mà biết rõ cái dép nhựa, giày da, guốc gỗ đang vào ra đó là niệm. Hai cái khác nhau không ta? Quý vị á, cái nào cũng quan sát ngoài cửa hết, đúng
Nhưng mà cái quan sát kiểu mà định nó khác. Quan sát của định á là quý vị nhìn vào ngạch cửa thôi nha, đừng có mà này nọ, cứ tập trung ngạch cửa cho tôi, đó là định. Còn cái đâu quý vị theo dõi đó, đây đây này, đây là vết nhựa nè, đây là giày da nè, đây là guốc gỗ nè, đó thì cái đó được gọi là niệm, nhớ nha. Rồi thì hành giả phải biết rõ. Rồi tiếp theo hành giả phải biết rõ, thí dụ như trong cái hơi thở của mình á, các vị biết rõ là mình chỉ theo dõi hoặc là mình chỉ tập trung tư tưởng chứ không có điều khiển, nhớ nha. Chỉ theo dõi hoặc tập trung, có nghĩa là tu chỉ hoặc tu quán vào hơi thở, nhưng không bao giờ điều khiển chúng, không bao giờ. Không bao giờ, nhớ cái đó, nhớ cho kỹ cái chỗ này, không có điều khiển. Để yên coi cho nó ra rồi cho nó vào, không có can thiệp nha, không có điều khiển, không có tham dự, mà chỉ lặng lẽ nhìn nó thôi, đó là niệm. Còn không nó lặng lẽ tập trung đó, tập trung tư tưởng. Biết rõ. Và nhớ một chuyện nữa là định khác và niệm khác. Định là tập trung, cho nên cứ có người lơ mơ không biết cái thiền hơi thở, cái nào là định cái nào là niệm là vậy đó. Bởi vì khi mình tập trung mình không có thể quán chiếu được, không có thấy được cái sự vô thường của nó. Còn khi mình theo dõi nó đó thì mình mới thấy, à đúng rồi, cái hơi thở trước nó không phải là hơi thở sau, cái cảm giác buồn vui của hơi thở trước không phải là cảm giác buồn vui của hơi thở sau nha. Hơi thở trước không phải là hơi thở sau, cảm giác của hơi thở trước không phải là cảm giác hơi thở sau. Con người của mình ở hơi thở trước không phải là con người của mình ở hơi thở sau. Mọi thứ dầu có lặp lại giống nhau thì chỉ là similar not the same, tức là chỉ là giống chứ không phải là một. Làm ơn nhớ giùm cái này, cái này quan trọng kinh khủng lắm, kinh khủng và vô cùng kinh khủng nha. Chỉ có similar not the same, chỉ có giống không phải là một. Con người của mình hồi nãy, cảm giác của mình khi nãy, hơi thở của mình khi nãy so với bây giờ nó giống đúng nhưng mà là một. Không có một cái gì mà nó tồn tại quá hai sát na, dầu đó là lâu đài hay là con người, một lá cỏ, một giọt sương. Thấy nó như vậy đó, nhưng mà nó liên tục sanh diệt, nó liên tục sanh diệt. Mà có một điều, ở mỗi một cái thứ pháp giới đó, nó có kiểu sanh diệt khác nhau. Ví dụ như cái tâm của mình nó có tâm trước tâm sau, nó sinh sanh diệt là nó mất hẳn, nó thay thế bằng một cái khác không còn dấu vết. Còn một cái thứ vật chất như lâu đài hay là kim cương, nó có những cái biến chuyển tinh tế trong đó mà bắt thường không có thấy, nhưng mà nó phải có sự vô thường. Vì sao vậy? Vì nếu mà quý vị không đồng ý với tôi, cái vị nó không có tòa lâu đài đó, thời ông cố nội tôi nó đã như vậy rồi, tới phiên đời tôi thấy nó cũng như vậy rồi, nó đủ vô thường, thì tôi xin hỏi các vị, nếu mà nó không có vô thường thì nay mai làm sao nó sập được? Nó phải có lúc nó sập chứ. Thì từ cái lúc mới tinh, mới vừa xây dựng cho đến lúc nó sụp, nó phải có những cái biến chuyển gì đó bên trong chứ, nó phải có chứ, nó phải có sự biến chuyển nào đó. Rồi để một ngày nào đó cái nó mục cái chân tường, rồi cái đà cái móng ở dưới nó hư, rồi bắt đầu cái lò lâu đài nó mới sập xuống được. Chứ tự nhiên bây giờ các vị cấm, các vị nó không, tôi thấy nó còn nguyên rồi, nó đâu có thường gì đâu. Thì như vậy thì mai này một vài trăm năm nữa nó làm sao mà nó ngã xuống được đây? Các vị phải cho nó từ từ chứ nha. Cho nên cái kiểu vô thường của cái thân xác con người nó khác, cái kiểu vô thường của một cái hòn đá, của một viên gạch nó khác, cái kiểu vô thường của một cái tâm trạng, một cảm giác nó khác nha. Tôi nói giống như là tôi nói quá xa quá lạc đề, nhưng mà nó đang liên hệ đến vấn đề chỉ và quán mà nha. Trong lúc còn còn nghe không ta, các vị còn nghe không? Rồi xong luôn. Ở cái lúc này nó như vậy đó, tiếng pháp mà cứ rợn da gà hoài đó, giống như thiết trong nghĩa trang. Rồi rồi tiếp theo đó là như vậy, các vị biết rồi. Được, như vậy thì biết rõ cái cách nào để phát triển định tâm, biết rõ cách nào để mà duy trì cái sự tinh tấn. Rồi tiếp theo, biết rõ tinh tấn là gì và biết rõ định tâm là gì, nhớ nha. Biết rõ một cái, biết rõ định tâm là gì, cách nào phát triển cái định tâm, biết rõ cái tinh tấn là gì và cái cách nào
phát triển nó. Mấy cái này quan trọng vô cùng, nãy tôi nhắc rồi. Đừng có tưởng suốt ngày mình quần quật là tinh tấn, cái đó không có phải. Cái đó là siêng theo thế gian, nhà cái đó gọi là siêng theo thế gian. Rồi cái tinh tấn người ta nói ở đây này, là người ta nói trong chánh cần nha, trong thánh đạo. Cái tinh tấn mà mỗi phút trôi qua nó rút ngắn cái đường luân hồi, mỗi phút trôi qua nó bào mòn được cái phiền não của mình đó. À, nó làm phát triển cái thiện pháp. Mỗi phút giây qua thiện pháp nó dày hơn một chút, rồi cái ác pháp nó mỏng đi một chút, cái đường luân hồi nó ngắn đi một chút, mình được an lạc hơn một chút, và cái sự cái con đường tái sanh của mình nó bảo đảm hơn một chút, thì cái đó mới được gọi là chánh chánh tinh tấn. Còn mà cái kiểu mà quý vị thiếu quần quật quý vị cho tôi nói xấu một chút nha, chứ tôi cũng đã từng thấy ở Mỹ cũng có, bên châu Âu cũng có, là có những người đó là siêng vô cùng luôn, coi như là tới tuổi hưu mà cũng không muốn hưu vì sợ buồn, ráng đi kiếm mấy cái việc mà lao động tự do đó, part time để làm thêm cũng có. Còn có những người mà coi như là khuya 3, 4, 5 giờ sáng tuyết lên tới đầu gối mà ráng mặc đồ hì hục đi làm, mà coi như mình thấy họ siêng vậy, nhưng mà nó về Phật pháp, về vấn đề tâm linh tinh thần thì coi như là zero ha. Rồi họ cũng bàn về thiền, họ bàn về A Tỳ Đàm nghe đã lắm, nhưng mà trong khi nó là dắt chạy thì ra nước. Tôi không có nói là họ phải cúng dường cho tôi, và tôi không nói họ phải bố thí cho tôi, nhưng mà ý một điều tôi thấy họ sống khổ quá đi. À, rồi chết rồi để mua cái hòm ngọc chứ làm cái gì. Đó, nó như vậy đó. Mà cứ 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 cài xới tảo tần một đời như vậy, vậy. Thấy thì siêng, nhưng mà nói theo trong đạo đó là cái đó là tà cần, nhớ nha. Đó là tà cần. Sống mà không có an lạc cho mình, cho người đó, thì dù có siêng cách mấy cũng là tà cần. Rồi giờ tiếp theo mình học như vậy thì xong 6 cặp phải không ạ? 6 cặp tôi đã giải thích xong rồi, tức là biết rõ chỉ là gì, biết rõ định là gì, cách phát triển định ra sao, tinh tấn là gì, rồi cách phát triển tinh tấn ra sao, mình đã nói hết rồi. Mà tới giờ này mà quý vị vẫn nói chuyện chưa thì coi như là tôi cũng bó tay luôn nha. Rồi tiếp theo đó gọi là giới hoại và kiến hoại đó. Dạ thưa quý bác tí, là ngày trong đây họ dịch là khuyết, nhưng mà ở trong cái chữ Pali, chữ bác tí có nghĩa là suy thoái đó, là hư hao, là mất mát, là băng hoại. Nhớ nha, cái này Pali có bị ghi lộn rồi. Đó. Rồi hai cái nào cũng, hai cái Pali với quý vị đổi ngược ra đi. Cái thành tựu ở đây đó là Sambada, cái bị để ngược nó thành suy khuyết. Dạ, yeah, rồi. Cái chữ quý bát tí ở đây đó, nó là cái gì ta? Nó là suy thoái nè, hư hao nè, thất bại nè, đổ vỡ nè, mất mát nè. À, còn cái Sampatti đó, à, có cái nghĩa ngược lại, à, với cái Vipatti. Chỉ vậy thôi, khỏi có dịch gì cho nó mệt nha. À, Sipatti nó có, cái chữ Vipatti nó có nghĩa là suy thoái, là hư hao, thất bại, đổ vỡ, mất mát. Còn Sambatti có nghĩa ngược lại với Vipatti, có nghĩa là cái thứ nhất mình dịch gọn rồi, gọi là dịch là giới hoại và kiến hoại. Là giới hoại đây là sao ta? Giới hoại ở đây có nghĩa là sila vina sakko rồi asangvaro. Sila vina sakko có nghĩa là làm hỏng hay là vi phạm những cái giới mà mình đã phát nguyện hay được trao truyền, thì cái đó được gọi là sila vina sakko. Rồi cái thứ hai nữa là asangvaro. Asangvaro đây có nghĩa là không có thu thúc thiếu cái sự giữ mình, thì cũng gọi là giới hoại. Các vị nghe kịp không? Và ở đây là một cái bằng chứng để cho các vị thấy nha.
đừng có tưởng là không phạm giới thì được xem là giữ giới, cái đó chưa chắc. Bởi vì cái giới mà hiểu cho nó tới nơi, nó có nghĩa là sanvaro, có nghĩa là sự giữ mình. Bây giờ anh nằm anh trầm mình anh ngủ thì sao gọi là giữ mình được nha. Cho nên ở đây cái si lá quy bát tí, cái là giới ngoại ở đây nó có hai nghĩa. Nó bao gồm chứ phải là có, mà bao gồm hai nghĩa. Một là si lá quy na sắc cô, có nghĩa là vi phạm những cái giới mà mình đã phát nguyện hay là được trao truyền. Thí dụ như là lễ đại, trong cái lễ thọ đại giới của tỳ kheo, thì trong cái lúc đó nó thì thọ giới tỳ kheo xong thì mình phải hiểu ngầm là mình đã phải là giữ 227 giới. Nhưng mà ngay trong lễ lễ mà thọ đại giới đó, trong cái giới đàn đó, thì hòa thượng bổn sư ngài chỉ nhắc cho mình có 8 chuyện thôi, có nghĩa là 4 chuyện nên làm và 4 chuyện không nên làm. 4 chuyện nên làm là suốt đời không có được quan hệ tính dục, suốt đời không có được giết người, suốt đời không có được trộm hay là cướp một cái vật, một cái thứ vật chất mà có giá trị đủ để vào tù, đủ để ra tòa. Và cái thứ tư là suốt đời không có được mạo nhận hiền thánh, có nghĩa là bằng cách gián tiếp hay trực tiếp nha, bằng cách trực tiếp hay gián tiếp mà khoe rằng mình đã đắc tối thiểu là sơ thiền và tối đa là la hán thì không được. Và sẵn ở đây chúng tôi nói luôn là có nhiều người Phật tử, tôi van xin cầu khẩn quý vị nha, là học giáo lý học cho nó kỹ, học cho nó tới nơi, chứ còn thứ ba mớ là khổ mình khổ người nha. Chẳng hạn như mình thị sĩ có cái mình thôi tôi nói luôn cái tên luôn cho rồi đi, cái cô nghe đó cũng lạ lắm, cổ đi cứ tuyên truyền những cái thứ giáo lý mà do cũng nghe không rõ, đọc không rõ, lẽ ra tôi làm một chuyện rất là đại kỵ, là tôi không nói tên mà không thể không nói, là cứ nhớ không rõ. Thí dụ như là cái bốn bất trụ này nè, cái đầu tiên là không có quan hệ tính dục với người hay là thú qua bất cứ cái hình thức nào. Số 2 là không có suốt đời không có trộm hoặc là cướp, có nghĩa là công khai hoặc lén lút lấy đi một cái vật sở hữu của người khác mà có giá trị đủ để ra tòa, đủ để pháp luật ra tay can thiệp. Chứ còn mà mình cứ học qua mớ, mình nghe nói là cái vật đó phải có giá trị bao nhiêu nhiêu thì không có đúng, không có đúng nha. Mà phải nói là trong 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 luật, mà luật chánh tạng có ghi rõ là đủ để pháp luật can thiệp nha. Trong cái giới bổn tỳ kheo có ghi rõ bị trục xuất, bị vào tù, lặp lại gì đó, mà đại khái là bị pháp luật can thiệp. Rồi cái thứ ba là suốt đời vị tỳ kheo không có được trực hay là gián tiếp mà giết người, dầu cho gợi ý người khác phá thai. Tiếng Pali kêu là gấp pháp bà tạm nát. Các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Tức là abortion. Nhớ nha. Suốt đời tỷ kheo không có được gián tiếp hay trực tiếp xúi người ta phá thai hay tự sát. Nói gì là tự mình ra tay đâm bắn người ta, đầu độc người ta là khỏi nói, mà chỉ việc gợi ý thôi, gợi ý cho người ta phá thai hay là tự sát thì cũng bị xem là phạm tội nha. Rồi cái thứ tư này nè, khoe, có nhiều người họ cứ kêu là khoe pháp công nhân, không có phải, mà phải nói rõ, không thể kêu khoe được. Bây giờ chữ khoe đây nó mơ hồ lắm. Khoe đây có thể là người ta có đắc thiệt mà người ta khoe, còn cái này là mạo nhận. Mạo nhận hiền thánh là cái gì ta, là claiming, mạo nhận hiền thánh tức là tự mình không có cái gì hết, nhưng mà mình cũng bằng cách gián tiếp hay trực tiếp mình cho người ta hiểu ngầm, hướng dẫn sai lệch cái niềm tin của người ta, cho người ta tưởng lầm rằng mình là đắc thiền này đắc thiền kia. Chẳng hạn như bây giờ mình phán ẩu, mình có những cái chuyện này dễ bị nè. Thí dụ như mình phán, mình nói rằng là ông đó chết sanh về cõi này đó, là nghe thì rõ ràng là mình đâu có khoe gì đâu, nhưng mà khi mình phán người này chết sanh đi chết sanh này kia, nghĩa là ngầm mình nhận cho người ta biết
là mình có đắc cái gì đó, vì anh không có đắc mà sao anh biết là người ta sanh về cõi nào. Hoặc là bây giờ nó có cái phong trào lạnh xương sống nữa, nó là phán cho biết là đệ tử là cái cô nào ông nào đắc tu đầu quần đắc a la hàm. Các vị Phật tử Việt Nam mới nghe cái đó mê mê chết luôn. Nhưng mà nếu các vị bình tâm, các vị nghĩ lại coi, ai là người có đủ cái tư cách để mà phán cho biết quý vị đắc cái gì, trừ phi đó là vị thánh, đúng không? Như vậy khi mà tôi phán là cô giọt mưa này có đắc tu đầu quần, thì theo quý vị tôi cái ít nhất tôi phải cỡ nào, ít nhất cũng phải là tu đầu quần nha. Cho nên bốn cái đó thì cái rồi bốn cái điều mà vị tỳ kheo nên làm suốt cuộc đời đó, một là nếu không ai cúng dường thì con phải đi bát, nếu không có chỗ ở có mái che thì con phải ở rừng rú gốc cây hang động đồng trống. Cái số ba là nếu không có ai cúng dường thuốc men thì con phải uống tất cả cái gì dơ bẩn nhất, kể cả là đó là nước tiểu của trâu bò con phải uống luôn nha. Như vậy thì rồi nếu không có ai cúng dường y áo đàng hoàng thì con phải tự lượm vải để con mang. Vậy là bốn món. Một là nếu cái chữ if rất là lớn, rất rất là lớn nha, nếu nếu không có điều kiện từ vật chất thoải mái thì con phải đi bát suốt đời, con phải ở gốc cây hang động đồng trống suốt đời, nếu không có ai cúng dường thì con phải đi lượm vải về con mai, nếu không có ai cúng dường thuốc men thì con có thể uống tất cả cái gì dơ bẩn nhất trong cuộc đời này để cho nó hết bệnh. Nếu mà con là một tỷ kheo thì con phải chuẩn bị tinh thần cho bốn thứ đó, bốn cái chuyện đó. Vậy là bốn điều không nên làm và bốn điều mà con phải chuẩn bị tinh thần, tổng cộng là tám tám điều. Thì kể từ cái giây phút đó trở đi đó thì được gọi là vị tỳ kheo đã nhận được cái giới trao truyền. Thì không mà khi mình làm hỏng bốn cái đó đó thì được gọi là sila vinasa. Còn một cách thoát thân là nếu trong trường hợp khẩn cấp tối lửa tắt đèn mà thấy mình không có xong, nó thấy mình qua không nổi cái cô này thì mình nói với cổ một tiếng, mình hãy nói với cổ là kể từ bây giờ tôi đang tỉnh táo và cô đang tỉnh táo, cô hãy ghi nhận rằng tôi không còn là tỳ kheo nữa nha. Thì khi mà mình tuyên bố như vậy thì mình không còn là tỳ kheo, thì coi như sau cuộc đó rồi mình có thể quay trở lại được nha. Còn nếu mà mình không có quần tục trước mà mình không có quần tục trước mà mình lại này nọ nó thì coi như không có đường đường lui nha. Ok, trong room có nghe không ta? Alo, dạ rồi. Nó gọi là giới hoại đó. Giới hoại một là sila vinasa, nghĩa là làm hỏng cái giới mình đã nhận. Thứ hai là asangvaro, nghĩa nó rộng hơn là không có giữ mình, nói chung không có gìn giữ chánh niệm trong sáu căn, không có tàm quý trong sáu căn, không có tàm quý trong lúc sáu căn biết sáu trần đó, thì trong trường hợp nó được gọi là asangvaro. Cái thứ hai nó ghê hơn. Điều thứ hai sâu rộng hơn điều một, biết có hiểu không ta? Alo, cái điều thứ hai nó sâu rộng hơn điều một, vì cái điều một nó chỉ gói gọn ở trong mấy trăm giới của mình thôi, còn cái điều hai là nói chung, dầu là cư sĩ hay là nhà sư cũng đều phải làm cái điều thứ hai đó. Nghĩa là dầu cái đó không có cấm nhưng mà nó là phiền não thì cũng không được. Các vị còn nhớ bốn bốn cái pháp, bốn cái đại cứ pháp hay không? Một, Phật chưa cấm nhưng ta xét thấy không nên hoặc nên, không nên hoặc có thể. Rồi số 2 là Phật chưa cho phép nhưng ta phải tự xét xem điều đó nên hay không. Tổng cộng là bốn điều đúng không? Tôi đã kể có hai thôi, tôi kể có hai
Nhưng mà trong cái này chẻ ra nó thành bốn, mà tại tôi làm biến, tôi rất là biến, cho nên chỉ kể hai. Chứ trong kinh kể bốn. Kể bốn là vậy nè: Phật chưa cấm mà ta thấy chuyện đó không nên thì ta cũng tự tránh. Rồi Phật chưa cấm nhưng mà ta xét thấy điều đó có thể thì ta cũng có, cũng du di linh động được. Rồi cái điều thứ ba: Phật chưa cho phép nhưng mà ta xét thấy điều đó ok. Rồi cái điều thứ tư: Phật chưa cho phép nhưng mà ta thấy điều đó không có ok. Như vậy thì Phật chưa cấm nhưng mà ta xét thấy là nên hay không nên, rồi Phật chưa cho phép thì cũng hai trường hợp nên không nên. Bây giờ tôi lười quá sao lười rồi, cái bắt đầu bây giờ tôi xin ngài như ví dụ, thí dụ như bây giờ thời Đức Phật ngài không có nói đến máy bay, nhưng mà bây giờ đó là ông sư được phép đi máy bay, đúng chưa? Rồi trong luật thì cấm thì kheo không có được ngồi trên xe ngựa, mà đặc biệt đó là ngựa cái. Mình đâu biết con ngựa, ngựa đực, ngựa cái sao nhìn mà biết được. Mình lấy mình lại, mình dập ra mình coi à. Cho nên là bây giờ thì xe ngựa là mình không có đi rồi. Đi mấy công nó không sư, không đi ngựa nữa. Thì bây giờ là chỉ còn cái máy bay thôi. Mà lực thì không có cấm máy bay. Thì ok, ok được. Yeah. Lực không có cấm mình đi cruise. Bây giờ ai cho mình đi, mình cũng đi. Kỳ rồi chúng ta mới đi, mình ta có người ở đây nè, cho chúng ta đi Grand Canyon bằng cái helicopter cũng được. Thì cũng được. Mình không có thần thông nhưng mà mình người ta cho mình ngồi ké gia đình người ta đó, cũng được. Lên được tới được một cái chỗ mà không cách nào mình leo bộ leo bằng chân, mình tới được một chỗ mà cái cảm giác nó giống như mình đi đến một cái hành tinh khác, đến một cái thế giới khác vậy đó. Đặc biệt tôi cầm một viên đá về kỷ niệm, cái đó Phật không cho phép, Phật cũng không có cấm, nhưng mà mình thấy nó cũng ok thôi. Ok. À, như vậy thì các vị có nghe hiểu không ta? Alo, các vị có nghe không? À, đó là giảng về giới ngoại. Còn tiếp theo là giới thành tựu. Giới thành tựu là hiểu ngược lại cái giới ngoại nha. Giới thành tựu là hiểu ngược lại cái giới ngoại. Còn bây giờ học qua cái gọi là kiến ngoại mới ghê nè. Kiến vàng. Bây giờ cái này mới ghê nè. Hiểu gì ta? Hiểu giới ngoại là gì á thì tự nhiên hiểu cái giới thành tựu là gì. Các vị nghe kịp không ta? Alo, chúng tôi không giải thích gì cái mệt nha. Hiểu giới ngoại là gì thì tự nhiên hiểu giới thành tựu là cái gì. Kỳ thế. Dạ rồi. Bây giờ tiếp theo đó là mình học về cái kiến ngoại, mà thay vì chúng tôi giảng kiến ngoại, chúng tôi không thèm giảng kiến ngoại mà chúng tôi giảng kiến thành tựu rồi hiểu ngược lại. Kiến thành tựu á mở hoặc đơn là đích thí sâm ba đa, hoặc là đích thí sâm tí nha, nhớ này, nhớ là nó hai chữ nha, là thành tựu một phần hay toàn bộ bốn trí sau đây. Cái này các vị phải ghi nha, đặng mai mốt chúng tôi hỏi là các vị phải có thể nhắc lại được. Cảm ơn. Và đồng thời đây chính là cái kho vàng của quý vị đây nha. Đó, người ta đọc, người ta chỉ cho mình, mình không thèm ghi. Rồi cái mai mốt đi bơ vậy có nó uổng cái đời người của mình hay không. Phật pháp có gặp thân người khó được, mà có cái gì không chịu ghi. Một là căm mắt sa cát tá nhà ná, căm mắt sa cát tá nhà ná là cái trí hiểu biết tin nhận. Thêm chữ tin nhận nó, bây giờ mình dùng cái tình từ của Chúa. Bởi vì tôi bây giờ lúc này tôi đã nhiễm Chúa nặng lắm rồi. Hiểu biết và tin nhận nghiệp lý, biết rõ nhân nào quả nấy. Cái trí thứ hai gọi là sách cha nút lô mấy cả nhà nấy, sách
cha nu lô mi ca nha ná, tức là cái trí hiểu biết về bốn đế nha. Dù ở cái mức độ trí văn và tư của phàm phu, xin chưa. Rồi cái số ba gọi là mắt gác xăm măng ghi, mắt gác xa măng ghi nhà nát, xa măng ghi xa nhà nát, tức là trí tuệ trong cái thánh đạo, trung tâm tâm thánh đạo. Rồi pha lá sa măng vít sa nha ná là cái trí tuệ trong trong gì ta, trong cái sát na thánh quả. Rồi nãy có một cái tay nào đó đề nghị là tôi cứ đọc đi rồi khác chép, mà vấn đề là không có ra đọc cà rờ chứ kể Pali làm sao quý vị đánh đây. Nhớ nha, thì thành tựu bốn cái này nè thì được gọi là kiến thành tựu. Kiến thành tựu là thành tựu toàn, thành tựu một phần hay là toàn bộ bốn trí sau đây. Một là hiểu biết và tin nhận nghiệp lý, mặt trình phải nhìn nhận. Trong room là có mấy cái tay cũng là khá, tôi nghi ngờ nó đây đây nè. Có mấy cái tay cũng là về cũng kỳ cựu ăn cơm chùa cũng lâu năm. Một là hiểu biết và tin nhận nghiệp lý, thứ hai nó gọi là cái đó gọi là Pali gọi là sách kêu là Kammasakkappanya đấy. Cái trí thứ hai gọi là Sacca Nullomikkhanya, nó là cái trí hiểu biết về bốn đế dù ở mức độ văn và tư của phàm phu. Cái số ba đó là trí tuệ trong sắc na thánh đạo, và cái thứ tư là cái trí tuệ trong sắc na thánh quả. Trí tuệ trong sắc na thánh đạo là gì ta? Trong tất cả tâm thì cái tâm thánh đạo là cái tâm độc đáo, mà đặc biệt nhất là vì nó chỉ xuất hiện có một lần duy nhất, một sát na duy nhất, rồi thì ngàn thu áo tím nó không bao giờ nó xuất hiện nữa nha. Đó là sát na thánh đạo. Mà ở mỗi một sát na thánh đạo á có cái nhiệm vụ là sát trừ phiền não. Chứ không phải thánh quả. Quả chỉ là kế thừa và giữ lại một nửa cái nhiệm vụ của thánh đạo. Nghe kịp không? Các vị cứ nghe kịp không? Thí dụ như bây giờ tâm sơ đạo đi, các vị cứ nghe người ta nói là tu đầu quần là diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, thì đúng ra mình phải hiểu là tâm sơ đạo nó cắt đứt hai cái đó. Còn cái tâm thánh quả nó chỉ có cái tâm thánh đạo nó có hai việc, một là đối phó phiền não và hai là nhìn thấy niết bàn. Rồi còn có cái anh thánh quả thì anh không còn cái vụ mà chấm dứt phiền não nữa, mà anh chỉ còn là cái một cái việc thôi, đó là thấy, nhìn thấy niết bàn. Các vị nghe kịp không? Một nửa nhiệm vụ đó là nhìn thấy niết bàn. Các vị nghe kịp không? Đó. Thì rồi tới cái tâm nhị đạo cũng vậy. Nhị đạo thì nó không có sát trừ mà nó chỉ làm giảm nhẹ thôi. Tanu, tanukarana là tanukara là nó giảm nhẹ thôi. Nó giảm nhẹ phiền não thì cái nhiệm vụ giảm nhẹ nó vẫn là ở tâm tâm nhị đạo chứ không phải là tâm nhị quả. Rồi tâm tam đạo cũng vậy. Cái vừa nói rằng là anaham hay là tam quả hay là bất lai mà đoạn từ thân kiến và đoạn từ năm phần kiến xử, tức là cắt
thêm cái dục ái và sân, thì mình phải hiểu ngầm đó là cái việc làm của tâm tam đạo, chứ còn tam quả không có. Tam quả chỉ có nhìn thấy niết bàn thôi, nhớ nha, nhớ cái này. Cho nên sẵn ở đây chúng tôi nói luôn dạng về trí đạo và trí quả là vậy đó. Như vậy thì kiến thành tựu ở đây nó gồm có bốn phần. Một là cái trí hiểu biết và tin nhận nghiệp lý. Thứ hai là cái trí hiểu tối thiểu, là hiểu đại khái về bốn đế. Đại khái là sao? Nhắc nữa. Một, mọi thứ ở đời đều là khổ. Thứ hai, đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ. Số ba, muốn hết khổ thì không còn đam mê trong khổ nữa. Cái hành trình chán sợ này được gọi là đạo đế. Và ngày nào cái niềm đam mê nó vắng mặt thì được gọi là diệt diệt đế. Nghe kịp không? Đó là hiểu một cách mà dốt nát, là hiểu đại khái như vậy đó. Như là bốn đế gọi là sách cha nú lô mấy cá. Sách chá là bốn đế, mà anh nú lô mấy cá là thuận theo. Tức là dầu chưa có đắc nhưng mà ít ra đó, cái hiểu của mình nó không có chổi lại cái lý tứ đế thì gọi là anh nú lô mấy cá. Cái nghe kịp không? Chổi lại đó gọi là tiếng Mali gọi là quý lô mát. Ví lô mát là nghịch ngược chổi lại, còn anu lô mát nó có nghĩa là thuận theo, xuôi theo. Biết bị có nghe kịp không ta? Alo, rồi đó, bốn cái này nè được gọi là thành tựu kiến. Còn nếu mà cái người mà thiếu hẳn bốn cái trí này đó được gọi là kiến hoại, hay cái sự tổn thất trong tri kiến, trong nhận thức. Nhớ nha. Như vậy thì toàn bộ Phật pháp chỉ dạy ta hai điều là làm sao có được, làm sao mà thành tựu được á giới và kiến. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy là đủ rồi. Toàn Phật pháp dạy ta có hai điều, làm sao thành tựu được giới và kiến. Bởi vì nếu mà hai cái này mà nó có vấn đề đó thì không xong nha. Và làm gì thì làm phải nhớ chừng cái này, là chúng ta có là ai đi nữa, chúng ta có dễ vui, chúng ta có vô tạm vô quý đến mức nào đi nữa, nhưng mà phải nhớ nè, sớm muộn gì mình cũng phải chết. Tôi không phải nói để cho các vị sợ mà đó là sự thật, sớm muộn gì mình cũng phải chết. Và trừ ra một cái chết mà nó quá khẩn cấp thì tôi không có ý kiến, chứ còn mà một cái chết mà có thời gian đó thì mình có bị tưởng tượng đi. Các vị nghe tôi giảng ở đây, vì thò tay vì rờ vô bụng các vị đi, rờ liền bây giờ đi. Nó là một đống ở trong đó, bây giờ nó phải sắp xếp, nó phải dàn xếp như thế nào mà để cho các vị chết được, nó phải dễ. Các vị nghĩ coi có đúng như không? Nó là một cái tổ chức quy mô hoành tráng trong đó, yeah. Từ trên đầu xuống dưới tim, rồi tới này nọ, phổi phèo. Bây giờ muốn chết phải dễ gì, nó cũng phải có một cuộc đảo chánh thành công. Mà có nhiều người nó chỉ đảo chánh mềm thôi, nó chỉ là lướt qua cái gục xuống, nó bị trụy tim, nó bị cao máu, nó đi thì được khỏe. Còn đằng này nó có những cuộc đấu tranh mà bằng quân sự, mà gọi là quy mô mà kéo dài rất là lâu ngày, 5-7 năm, ung thư không chịu chết liền, thì lúc đó các vị mới thấy nếu mà thiếu hai cái này đó thì cái tuổi già hoặc lúc bệnh hoạn mình sẽ ra làm sao. Các vị còn nghe không? Nghĩ cái đó mới ngán nha, cái đó mới ngán thiệt đó. Dễ vui mình cứ nhớ là mình đang mang cái mầm chết trong người của mình đang mang cái mầm bệnh trên người của mình đang mang những cái mầm đau đớn trong người của mình, không biết lúc nào mà mình phải đối diện với cái chết đi.
mà trong room này nếu tôi không lầm là không, trong room này chắc là không ai dưới 50 đâu, bởi vì dưới 50 thì không có đủ cái kiên nhẫn để ngồi nghe chúng tôi nói chuyện một cách dễ ghét như thế này. Ok rồi, như vậy thì kiến thành tựu và giới thành tựu là vậy đó. Bây giờ tiếp theo là cái gì ta? Tiếp theo là kiến thanh tịnh và tinh cần theo tri kiến ấy. Cái này các vị thấy, các vị thấy, các vị, tôi nghĩ các vị hiểu cái này. Alo, trong room này có một người rất là tôi thấy hơi quen quen. Ok dạ rồi, đúng rồi đó, bỏ 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 cái ba ly vô giùm đi, chứ còn tôi bắt tôi phải vừa giảng mà vừa đi lục, tôi mệt quá mệt nha. Rồi thì cái kiến thành kiến kiến thanh tịnh á, cái kiến thanh tịnh á, kiến thanh tịnh ở đây nó cũng là gọi, nó cũng là đồng nghĩa với bốn cái hồi nãy mà tôi mới vừa giảng xong đó nha. Có nghĩa là kiến về tri kiến, cái nhận thức về nghiệp lý, nhận thức về bốn đế, rồi cộng với hai cái trí đạo và quả nữa là bốn nha, là bốn. Thì cái người mà đã đắc đạo đắc quả mình không có đụng tới họ, bây giờ họ là thánh rồi. Bây giờ mình chỉ nói hai cái trí trước thôi, tức là cái trí nghiệp báo và trí thuận theo bốn đế đó. Cái trí đó thì với cái người mà có được hai cái trí này nè, thì cái nỗ lực của họ mới được gọi là tứ chánh cần nha, mới gọi là tứ chánh cần. Còn như bởi bởi cái đây mới nói rõ là tri kiến thanh tịnh và sự nỗ lực tùy thuận vào cái tri kiến ấy. Vậy nhớ thế này, mỗi giờ cho phải mỗi ngày nên tự xét xem có phải mình đang sống và hành động thuận theo cái chánh tri kiến hay không. Tôi giả định là quý vị có học giáo lý, quý vị rất giỏi về giáo lý, rất giỏi về A Tỳ Đàm, am tường về tứ niệm xứ nha, giả định. Nhưng mà chưa hết, bởi vì cái đó mới là có cái tri kiến thôi. Nhưng mà cái tiếp theo á, gọi là giáp tha thiết sát và tha năng, cái sự nỗ lực mà thuận theo cái tri kiến đó, đó là phải xét lại. Trong nói trong đó mới nghe kịp không, tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, tôi nói rằng chúng ta là phàm phu, chúng ta không có một cái lý do gì để mà kiêu ngạo vì một chút ít kiến thức Phật pháp mà mình học được. Là vì sao? Là vì thứ nhất là cái biết lơ mơ của mình nó đem so với 1 tỷ người khác nó chẳng là cái gì hết, có nghĩa là rất là nhiều người giỏi hơn chúng ta. Đó là cái lý do thứ nhất, chúng ta không nên kiêu ngạo. Cái thứ hai, cái biết của chúng ta nó không có đủ để can thiệp vào cái phiền não của chúng ta. Mình biết một đường mà phiền não nó cứ là phát triển theo một nẻo, nhớ nha. Rồi cái thứ ba, cái biết của mình nó không có giống như cái biết của thánh nhân nha. Mình tưởng mình hay, mình thuộc lòng tam tạng chú giải, nhưng mà thật ra nó, cái mình biết trên mặt chữ thôi, biết mặt chữ thôi, chứ còn mà cái biết mà như bậc thánh thì mình chưa có rờ tới đâu nha, nhớ cái đó. Cho nên ở đây cái này là giác tha đích thích sức chất tha năng, có nghĩa là nỗ lực mà theo cái tri kiến đó, nó thấy nó đơn giản nhưng mà dễ, là bị bằng chứng mình người cũng tự hào, tự đắc, tự tôn, mình hiểu đạo đó chứ. Nhưng mà những gì mình nói, mình nghe, mình nghĩ trong ngày đó, nó có giống như là mình biết được Phật pháp hay không, hay là mình học cho có rồi mình sống theo một kiểu khác. Các vị nghe kịp không? Đúng, đúng rồi, đúng. Cảm ơn Trần Thiện. Không biết cái tay này là ai mà rất là ok. Ba lý do để đừng kiêu ngạo: một là có người giỏi hơn mình, hai là cái biết mình không đủ trấn áp phiền não, ba cái biết của phàm phu là cái biết tào lao nha. Thì dĩ nhiên không biết thì không được, chứ còn nhưng mà phải hiểu ngầm cái biết là bản đồ thôi. Rồi bây giờ tiếp theo đó là cái gì ta? Tiếp theo là phải nó khổ như vậy đó,
cái này mà không có ba ly đó là chỉ có le lưỡi mà chết sống không nổi cái vụ này đâu. Một là sân vi gác, hai là cái gì ta, bỏ ba ly vô chúng tôi đi, dưa lý sườn bất khả năng à, rồi bỏ bỏ ba ly rồi, rồi bây giờ được rồi. Rồi bây giờ nghe này, một á sân vi gác là gì, cái sự kinh động à, cái sự kinh động nội tâm theo cái hướng à, tích cực, đó là một. Rồi cái thứ hai là sự nỗ lực, trong kinh kia mình phải nỗ lực, mà Phật tử mình bây giờ chỉ có tu một nửa là mới tới nổ thôi chứ chưa tôi dùng cái lực. Nên kinh kia mình phải nỗ lực, mà bây giờ chỉ có thấy nổ nhiều hơn lực. Thứ hai là sự nỗ lực thích ứng với cái niềm kinh cảm ấy là sao? À, một là sự kinh động nội tâm theo hướng tích cực là sao? Thì ở trong đây trong kinh mới nói thế này, mình đi chùa đó là để cho lòng mình nó yên, đúng không? Nó quá đúng, không ai chối cãi. Đi chùa gặp chư tăng, gặp bạn đạo để cho lòng nó yên. Tuy nhiên nó yên hoài không có tốt đâu quý vị, nó yên hoài nó không có tốt, mà phải lâu lâu á cho nó hết hồn một cái mới tốt. Đó, có nghĩa là nó nghĩ đến cái mà già nè, bệnh nè, chết nè, sa đọa nè, đó phải như vậy đó nó mới teo, thì có như vậy nó mới tu. Còn nếu mà mình không có một cái cảm giác, không có một tâm trạng nào mà nó gây sốc một cách đặc biệt đó, thì chúng ta cứ ù lì ra đó. Chúng ta còn nhớ rằng trí tuệ như là Bồ Tát Tất Đạt nha, trí tuệ như Bồ Tát Tất Đạt, vậy mà cũng phải nhờ đến những cái hình ảnh là lão bệnh tử tăng, có nghĩa là thấy một người già, một người bệnh, một xác chết, rồi một thầy tu thì Bồ Tát mới bị sốc. Ừ, chúng ta cũng vậy, thì cái khả năng mà tự sốc này nè, tùy vào cái khuynh hướng tâm lý mỗi người mà có hay không, nhiều hay ít nha. Có người như trong kinh nói ngày ngày gì đấy, ngày Ca Diếp ngồi ngoài đời, ngày giàu lắm, ngày có cái trang trại mà nó lớn đến mức mà coi như nó là không có đi bộ được, phải đi ngựa nha. Thì có bữa trưa nắng chang chang, ngày là nắng dữ lắm, nắng nắng đổ lửa đó, thì ngày cưỡi ngựa, ngày đi coi sóc cái trai đại của gia đình đó, thì ngày thấy gì đâu mà mấy người làm á thì cuốc xới mồ hôi mồ kê nhễ nhại, rồi con mấy con trùng con dế trong đất nó chạy ra bò ra, rồi bị mấy con chim á nó bắt nó ăn, rồi con chim lớn rượt giật mồi của mấy con chim nhỏ. Còn mấy người làm người nào người nấy thì thôi đen thui mồ hôi mồ kê mệt mỏi mà nắng nóng ôi bức à, rồi bản thân ngài nói ông chủ chứ ông đâu có sướng, nắng chang chang ngày xưa mà ngài nhìn ngước lên trời thấy nắng đổ lửa, mà nhìn xuống đất thì thấy cái cảnh mà mạnh hiếp yếu, lớn hiếp nhỏ, rồi người này người kia phải vì kiếm sống mà bán mạng bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Ngài thấy thương quá, cái ngài nghĩ trong bụng, trời đất ơi, như vậy là sống đời cư sĩ thế tục là vậy hả trời? Mà cứ ngày nghỉ như ngày ngán, cho nên gia đình kêu ngày đi lấy vợ, mình không có lấy, các vị còn nhớ cái tính đó hay không? À, rồi cuối cùng là đi tu đó. Cho nên cái sân quê gô đây là cái niềm kinh cảm theo cái hướng tích cực, có nghĩa là mỗi ngày như vậy đó, mình nên sống ở trong cái tâm trạng đó. Người ta có thể nói quý vị là bi quan, là tiêu cực, là một kiểu sống giống như là không có lành mạnh, thì tùy thôi. Nhưng mà tôi xin nhắc hai chuyện. Chuyện thứ nhất, thà là sống trong cái tâm trạng âu lo về tuổi già, về cái bệnh để mình tinh tấn hơn. Thứ hai, cái người mà sống trong cái niềm cảnh giác liên tục về cái già cái bệnh đó, lâu ngày đó, họ có được một cái sự thanh thản của cái người biết chuyện, chứ không phải sống trong cái sự sợ hãi như của buổi đầu đâu. Buổi đầu mỗi lần nghe hết hồn đó, ví dụ như hồi nãy chúng tôi nói quý vị rờ cái bụng đi, cái bụng quý vị nó một nồi trong đó đó, bao nhiêu thứ lục phủ ngũ tạng, là bao nhiêu thứ bệnh hoạn bất tỉnh nó nằm trong đó,
Bây giờ phải giải quyết được cái đống đó mình mới chết được, chứ còn khi cơ sao chết, nghe rung thiệt đó. Không, nhưng mà phải vậy đó. Nhưng mà lâu ngày một lúc sẽ có một lúc mình nhớ thường trực về cái bệnh cái chết, nhưng mà nó không còn có cái sợ mà chết điếng nhiều cái đầu nữa nha. Mà nói vậy thôi chứ thỉnh thoảng cũng nên cho nó điếng một hai lần, lâu lâu cho nó điếng một hai lần nó mới khá được nha. Cho nên cái thứ nhất là sanguigo có nghĩa là kinh cảm trong những cái chỗ, trong những cái đối tượng, trong những cái đề mục mà đáng đáng bận tâm. Và trong trong Pali có hai cái hình ảnh động tâm mở hoặc đơn sanguigo chánh niyatha á, sanguigo chánh niyatha á, hai cái hình động tâm. Một là chuyện đáng sợ, đáng buồn, đáng chán để ta buông bỏ cái niềm đam mê trong hưởng thụ. Có hai hình động tâm nha. Rồi cái số 2 đó là hình ảnh nào giúp ta hình ảnh nào thích được cái niềm hoan hỷ mãnh liệt ở ta trong thiện pháp. Chẳng hạn bốn cái chỗ mà thánh tích động tâm. Các vị nghe kịp không ta? Alo, trong kinh nói nó có hai cái hình ảnh gọi là sân, có hai hình ảnh động tâm mà tiếng Pali gọi là sân quy chánh ni giới thành á. Một là cái chuyện đáng sợ, đáng buồn, đáng chán để ta buông bỏ cái niềm đam mê trong hưởng thụ đó. Rồi cái thứ hai là cái hình ảnh nào mà kích thích được cái niềm hoan hỷ ở ta trong thiện pháp, chẳng hạn như bốn thánh tích động tâm hoặc hình ảnh hàng ngàn vị sư ở các cái xứ mà quốc giáo á. Hình ảnh nó cũng là đặc biệt, cho nên sẵn đây tôi nhắc luôn, nếu mà bản thân quý vị và người thân quý vị mà bị trọng bệnh á, mà muốn ra đi mà cho nó hơi lầm một chút thì tùy, tôi không biết gia đình sắp xếp làm sao, nhưng mà nếu mà ý của tôi đó thì nên cho họ trong những ngày cuối đời đó thay vì là chạy chọt cúng bái tùm lum thì cứ cho họ qua bên Miến Điện, bên Thái Lan đó. Tự họ lê lết, nếu mà đi không nổi đó, lê lết tới cúng dường đảnh lễ hàng ngàn vị. Nhưng mà muốn cho quan hỷ đó thì ở những cái chỗ mà thiền viện hay là học viện nha. Còn nhiều khi quý vị tới những cái chỗ khác thì nhiều cái sinh hoạt thoải mái của chủ chư tăng, đặc biệt là những vị trẻ, đó làm cho các vị nhiều khi cũng hơi có cái khó chịu nha. Nhưng mà đặc biệt là những cái vị mở thiền viện học viện thì họ rất là nề nếp, họ rất là bài bản, rất là nghiêm túc. Nhớ cái đó, cái hình ảnh mà cái hàng ngàn vị ngồi, chẳng hạn như cái vị vô đại thành động mình kiếp tập bây giờ vẫn còn chư tăng là thường xuyên tụ tập trong đó để mà tụng đọc cái tâm tạng, tụng đọc cái phần mà mình đang học vừa thuộc xong đó, họ vô trong đó họ tụng đẹp lắm. Rồi vô mấy cái thiền viện, mấy cái học viện, chúng tôi từng có tới một cái y trường tâm tạng ở Mandalay đó, vô thấy mê lắm, vô cúng dường của nó cứ bữa vậy là 300 đồng cho tăng một, trong đó là 120 vị nha. Mà coi như nó là mình chịu khó mình hỏi nhà bếp coi gợi ý mình cái món gì mà để cho món gì mình chưa tăng ở đây dùng được mà lâu quá mà không được dùng đó, thì họ gợi ý mình cái gì thì mình bỏ, nên bỏ tiền ra mình cúng cái món đó. Vì họ ăn họ học ở đó họ bị thiếu chất tội nghiệp lắm. Nhưng mà tôi sẵn tôi gợi ý như vậy đó, có nghĩa là cúng dường có lựa đối tượng, mình không phải là
mình lựa ai cao siêu nổi tiếng, nhưng có điều là nếu mà nói thiệt với nhau đừng có nói dốc nha, tức là nếu mà phải mà chịu tốn kém, chịu mất công hay làm phước thì làm cho nó đáng, thì tới mấy cái thiền viện học viện đó nha. Chứ đừng có nói cao siêu, tôi ai cũng vậy, tôi không có chấp tùm lum hết. Tôi ớn nhất là cái màn đó, tôi nói tôi không có chấp, mà sao không chấp được, phàm mà nói dốc. Ví dụ như bây giờ thằng Tèo thằng Tí nó nói là tôi không có chấp gì, mình hỏi vậy nếu mà ông không chấp gì sao ông không cho tôi đi mà sao ông đi lựa chỗ vị khác. Tôi cứ nói như vậy không nghĩa là tôi bắt anh phải cho tôi, nhưng mà tôi muốn anh bỏ để con thằng nói dốc. Các vị nghe kịp không? Rồi như vậy thì ở đây nó có hai chuyện mà ngày ngày sau là phát nghĩ cho mình, một là sự kinh cảm và hai là cái sự nỗ lực tùy thuộc vào cái niềm kinh cảm đó. Ok hết rồi, bây giờ địa chỉ hả? Địa chỉ nhiều lắm quý vị, nhiều lắm. Các vị cứ vào địa chỉ này giùm tôi nè, là Myanmar hả? International Theravada University tại Yangon hả? Còn không nữa là các vị cứ đi tìm mấy cái ba ốc center à, vô cái ba ốc center giùm tôi hả? Rồi Sumin nhiều lắm, nhưng mà đối với tôi quan hỷ chỗ nào thì tôi nói chỗ đó, hoặc là cái trường Tam Tạng, cái tên tiếng Việt tôi mới nhớ nha, trường Tam Tạng ở Mandalay. Nhưng mà tốt nhất là tới đó cứ vô trong cái Myanmar International Theravada University ấy. Vô trong đó là muốn cái gì cũng có, không nó sợ cái internet, sợ cái internet kiếm. Hoặc là như kỳ rồi chúng tôi đi là một cái bệnh viện, đi bệnh viện của Tăng Ni, bệnh viện của Tăng Ni ở ở tại Yangon, hay lắm quý vị, hay lắm. Hay lắm, nên đi đó. Tức là đó là những cái vị mà họ không có điều kiện ở. Thứ nhất là mình sư quốc giáo họ không muốn để cho tăng ni nằm trà trộn chung với người đời. Đúng phần nó phải nói là bệnh viện này bệnh viện thí mà, nhà thương thí, cho nên là tội nghiệp lắm. Vô đó các vị nếu mà không có tiền gì, các vị cứ cho mỗi một người bệnh thì các vị cho họ $1-2 thôi, thì các vị cũng đủ nghèo rồi. Là tại vì là bên cái phần mà tăng đó, là hết cũng là tính bằng số trăm. Là bên ni nó cũng tính bằng số trăm, thì các vị tưởng tượng $1 đã ít quá thì thôi, vậy cứ mỗi một cái giường thì các vị cho 2-5 la đi, để các vị làm toán giùm tôi đi. 200 bệnh nhân mà mỗi người các vị tốn $5 là bao nhiêu tiền? Tôi phải số tiền nhỏ. Theo cái plan là chúng tôi là giữa tháng 2 chúng tôi có mặt ở tại Yangon. Theo cái plan đó, giữa tháng 2. Giữa tháng 2 có mặt ở Yangon. Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn là cái này không dám mà, cái vụ bị dắt đi là không dám mà, nhưng mà mình sẽ liên lạc với nhau sau. Hẹn các vị vào tuần. Idam me yati nam po tu sukita puntu nyatta yo. Idam me yati nam po tu sukita puntu nyatta yo.